Hello, hello. Thanh Tùng của Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương rất vui được gặp lại gia đình mình nhá. Hôm nay là buổi tối chủ nhật này. Chúc gia đình mình có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy nhanh chóng chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất để phục vụ bản thân cũng như gia đình nhá. Hai số like thì em để phần tiêu đề này: 0343540999, 0347701777 này. Đấy, hai số like phục vụ 24/7 cho gia đình của mình. Các bác mà đang quan tâm những mẫu xe nào, dòng xe nào, chất lượng xe hoặc giá cả, thủ tục mua bán ra sao nhé, ship xe như nào thì cứ gọi trực tiếp qua hai số hotline để em được tư vấn cho đời mình ạ. Vâng, chào bác Hoàng Hậu, ô tô cũ làm sách à. Đấy, chào tất cả những bác vừa xem buổi live stream này nhé. Cả nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỷ vui vẻ cho Tùng xin vài lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, chào Huy Trang nhé, chào tất cả các bác vừa xem buổi live stream này, chào Khúc Văn Công này, chào Trần Thị Tu Hằng này. Hello, ok, hello Hoàng Hậu, ô tô cũ làm sách nhá. Đấy, còn rất nhiều đầu xe luôn, loanh quanh ở trên 70 đầu xe rồi để phục vụ đại gia đình mình nhá. Đấy, 4 chỗ này, 7 chỗ này. Hôm nay thì bên em có về một số đầu xe mới. Đấy, có về thêm một số đầu xe mới cho anh chị mình cùng quan tâm nhá. Đấy, hôm nay về thêm một chiếc Innova này. Đấy, 2006, máy số keo chỉ sơn si bao di. Đấy, cực chất cực đẹp nhá, màu đen này. Đấy, em sẽ lược qua những sản phẩm này mới về cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, mới về thêm một chiếc Innova 2006 này. Đây, Ford EcoSport đây, 2017 số động nhá. Đây, vua gầm cao đô thị mới về này, 450 này. Xem những mẫu xe là mới về mình tham khảo cùng em nhá. Đấy, về một chiếc Hyundai Grand i10 2018 nhá, form dáng mới rồi. Đấy, bản bay em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 305 triệu đồng thôi, đời 2018, đăng kiến bánh 2019 nhá. Đầu những mẫu xe mới về đây nhỉ. Đây, Morning số động 2013 280 triệu, nhà mình cũng tham khảo với em này. Rất nhiều mẫu xe mới nhá. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương, hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, cháu Cao Biển Ô Tô Cũ Hải Dương này, cháu Huy Viện, cháu Hoàng Hợp Lâm Sách và cháu Trần Đức Anh. Đấy, cháu Gốc Huy Thủy, cháu Trần Duy Hằng, cháu Nguyễn Nhật Tuyến, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, thì để bắt đầu buổi lên sóng báo giá hôm nay, đấy, xin gửi gia đình nhà mình một mẫu 7 chỗ máy dầu nhá. Captiva 2009 động cơ 2.0 máy dầu. Đấy, rất là kinh tế nha, mình cùng tham khảo giùm em này. Đấy, form dáng to cao đến từ Mỹ đây. Xe được trang bị là dáng đúc 4 bánh, lốp nắp đẹp, có phanh điện chống bó cứng ai biết rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si đại chất luôn. Con này Yên Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 315 triệu đồng nhá. 315 triệu đồng. 7 chỗ form dáng đến từ Mỹ. Đấy. Hỗ trợ đè đổ ngang dốc này. Đấy. Hỗ trợ đổ đèo này, cam đùi cam chỉnh đầy đủ rồi nhá. 315 triệu đồng cho mẫu Captiva máy dầu này ạ. Vâng, chắc Su Su để cho Cốc Quy Thủy chốt. Vâng, chào bác Phương Nguyễn nhá. Cảm ơn được team bác Phương Nguyễn rất là nhiều này. Nào, chốt là bác Trần Tuấn ơi. Vâng, chào bác Văn Cường ạ. Chào đại gia đình mình ạ. Vâng, cảm ơn team lượt like dành rất là nhiều nhá. Vâng, thì hôm nay em xin báo giá những đầu 7 chỗ trước cho mình cùng tham khảo nhá. Đưa trước chiếc Captiva 2009 động cơ 2.0 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ đến từ Nhật đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 325 triệu đồng. Động cơ 2.0 số sàn bản gờ xịn. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ này. Là răng đúc phanh kia chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ sơn si cực chất cực đẹp đấy nhá. 325 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ Toyota Innova đến từ Nhật đây. Nội thất rộng nhất phân khúc nhá, điều hòa của Nhật thì không phải bàn. Hãy luôn tạo cái cảm giác rét sâu, rét buốt cho mình di chuyển thoải mái nhất, đủ tải 8 người nhá. Đấy, 325 triệu đồng Toyota Innova 2011 nhá. Đây bọn, cho em quay con số tự động nha. Con số tự động là con gì số tự động, bác Văn Cường nhỉ? Bác bình luận là chi tiết dùm em một xíu nhá, để em sẽ quay trực tiếp cho bác ạ. Rồi đây, tiếp tục báo giá mình như đầu xe 7 chỗ đang có này. Mitsubishi Zoyli 2004, đăng ký là bánh năm 2005. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy, máy số keo chỉ thì còn cực chất cực đẹp luôn nhá. 7 chỗ đến từ Nhật, em Tùng đang bán với cửa tiền hơn 100 tí thôi. 120 triệu đồng nhá. 120. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu cho mẫu Mitsubishi Zoyli này ạ. Màu trắng 280 à. À, con Morning đúng không bác ơi? Đây con Morning này. Đây.
Modeling số động 2012, 2013 xin lỗi mình. Modeling số động 2013, đăng ký là đánh năm 2014. Máy động cơ 1.25 số sàn máy Eco bản tự động. Xe là trang bị la sáng lốp 4 bánh này, lốp đáp đẹp. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng xe đẹp. Giải đèn định vị ban ngày. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài luôn nhá. Đấy, còn đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Điều hòa ô tô cần số thích giác, vô lăng hai chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, xe thì tên tư nhân, không dịch vụ taxi, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, con này thì em Tùng đang bán cho hình mình với cửa tiền là 280 triệu đồng thôi. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe này, trần nỉ ổ xe nhá. Đấy. 280 triệu đồng, Kia Morning 2013 nhá. Các bác nào đang quan tâm một dòng hatchback nhỏ gọn một đầu mà số tự động, quan tâm cho em chiếc này nhá. Máy số keo chỉ sơn si còn zin. Đấy, cực chất cực đẹp luôn, cầm bẹ rất là chắc chắn không mục mọt. Đấy. Bác Văn Cường đang quan tâm dòng Morning số động nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số hotline 0343 540999 hoặc 0347701777 để em Tùng tư vấn sâu hơn về mẫu này nhá. Vâng, chắc Duy Duy này, chào tất cả những anh chị, quý vị, những khách hàng đang xem buổi livestream hôm nay. Để tiếp tục buổi livestream hôm nay này, giới thiệu gia đình mình một dòng xe 7 chỗ tiếp đây. Toyota Innova 2008, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. 265 triệu đồng. Toyota Innova bản G 2008 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xì còn cực đẹp luôn nhá. Các bác nào đang muốn chọn cho mình một dòng xe 7 chỗ này về đi gia đình hoặc đá đưa dịch vụ nhá, thì cũng rất là đẹp này, rất là hay này. Rất tiết kiệm luôn, màn hình OLED cỡ lớn rồi. Đấy, vô lăng 4 chấu, tối khí toàn trên vang, trần lỉ zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy. 260 triệu đồng cho mẫu Toyota Innova này ạ. Tư vấn qua số điện thoại của em nhá. Ok bác nhá. Để sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho bác hình ảnh và video chi tiết của con Kia Morning bác nhá. Đằng sau mẫu Toyota Innova 2008 rồi. Tiếp theo đây em Tùng báo giá này mình lại một dòng xe đến từ Nhật nhá. Xe này còn mang tên là Mitsubishi Outlander 2016. Đây, được đăng ký lăn bánh năm 2017, tên tư nhân. Đấy, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá sinh tiêu chuẩn. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, máy số keo chỉ sơn xịt còn zin nhá. Đấy, mẫu này thì bên em bao test hãng, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ giả góp cho gia đình mình về mẫu xe này ạ. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 565 triệu đồng thôi nhá. 565 triệu đồng. Mitsubishi Outlander 2016 ạ. La chất đi biển 98, Kia Morning màu vàng. Ok nhá, hai mẫu đấy đều có hết nhá. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang ạ. Ok, la chất đi biển 98 này. Các bác nào đang quan tâm dòng la chất đi tầm loanh quanh 150 triệu đồng thôi. Tập lái tránh mưa tránh nắng mà được sedan hai đầu cơ thì tham khảo dùm em nhá. La chất đi 2009, đăng ký đánh 2010. Xe đang mang động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Sedan hai đầu màu đen đây. 145 triệu đồng với nhau, còn bớt, còn thương lượng, còn giao lộc sâu. Đấy, 98 Bắc Giang, tên tư nhân chính chủ. Cam lùi, cam lịch trình thì đầy đủ rồi. Màn hình OLED cỡ lớn nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng La chất đi thì quan tâm cho chiếc này nhá. 145 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Vâng, chào Đinh Thị Thu Trang này. Đấy, chào anh Ngọc, chào Tuấn Tị, chào Văn Cường, chào đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền Tổ quốc nhá. Chào bác Hà Văn Lập vừa vào xem buổi livestream hôm nay ạ. Đâu em xem con Morning màu vàng bởi bác là hỏi nhá, thì em giới thiệu luôn, mình cùng tham khảo này. Đấy, nhà mình ơi, đang xem buổi livestream hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, bác nào mà hỏi Kia Morning màu vàng thì tham khảo cho em Tùng nhá. Kia Morning màu vàng 2016, tên tư nhân, biển 34 Hải Dương, 4 mùa không một đồ đây. Xe được đăng ký lăn bánh năm 2017, mang động cơ 1.25 số sàn 4 máy, nhỏ gọn tiết kiệm điện. Đấy, máy số điện đóm rất lành nhá. Kia Morning 2016 màu vàng. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Đấy, la sáng lúc. La sáng lúc rồi, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha halogen chiếu sáng ra trời còn sáng còn đẹp này. Đăng ký đăng kiểm dài đến tận tháng 4 năm 2024 cơ. 195 triệu đồng, Kia Morning 2016. Đấy. Các bác nào nhà mình mà đang quan tâm dòng sản phẩm nào nhá thì cứ bình luận đi, cứ comment đi để em Tùng được tư vấn trực tiếp vào sâu gia đình mình ạ. Bác cháu Thanh Ngoan này, cháu Kệ đó đi này. Chào bác Hiếu
Phạm này, chào bác Hà và đập chào đại gia đình mình nhá. Rồi thì em xin phép sang bên đây để báo giá mình về đầu sản phẩm mình đang có này. Tiếp theo đây, chiếc máy quay của chỗ Tô Đồ Mối Hải Dương xin giới thiệu anh chị quý mình một mẫu Tota Vios nhá. Tota Vios đời 2015 màu xanh, tên thiên nhiên 17 quê lúa Thái Bình đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 285 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhé và hỗ trợ trả góp về mẫu xe này. Xe được trang bị la sang đúc 4 bánh, đấy, lốp nắp thì còn mới này. Có phanh đĩa chống bó cứng 2m, cặp đèn pha thì được viên công nghệ đèn pha bi cầu rồi. Xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 cơ. Màn hình cova cỡ lớn rồi nhá. Đấy, Tota Vios 2015, 285 triệu đồng màu xanh, nhà mình cùng tham khảo dùm em ạ. Vâng, chóc Bùi Tuyển này, chóc Hoàng Căm, chào bác Minh Phúc này, Innova 211, có Innova 211 nhá. Em đã giới thiệu ngay đầu buổi livestream rồi này. Nhà mình mai nhớ là cứ 8:03, cứ 8:03 vào theo dõi em Tùng của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, báo giá đầu sản phẩm nhá. Đấy, và để em xem báo giá trực tiếp và không bỏ lỡ đầu sản phẩm ở bên em ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Kênh mẫu Tota Vios 2015 rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý mình nhảy. Tota Vios nhưng chiếc này đời 2016, đăng ký đăng bánh năm 2017, động cơ 1.2 1.5 số sàn bản E-Sit. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 365 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, tên nhân nhân không dịch vụ taxi. Con này thì cam lùi cam hành trình này, màn hình cova đè lỗ cho tốt rồi. Đèn pha bi cầu thì đủ đồ chơi rồi. Đăng ký đăng kiểm dài, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2023 cơ. Đấy, mình cùng quan sát cùng em này. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này, màn hình cova cỡ lớn nhá. Đè lỗ cho tốt thì có sẵn rồi. Đấy, đầy đủ đồ chơi rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Tota Vios 2016 bản đấy ạ. 365 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô Đồng Ngoài Dương ạ. Ê, ở chỗ này còn khá nhiều mẫu xe đời cao nữa để ở giới thiệu mình nhá. Các bác đang xem buổi livestream hôm nay, các bác mới vào xem thì hãy cho anh Tùng xin 5-7 lời chia sẻ đi, để lan tỏa bước sóng livestream này hơn đến những bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe cũ nhá. Cần xe cũ thì đến chỗ ô tô Đồng Ngoài Dương. Đấy, còn trên 70 đầu xe để nhà mình tha hồ lựa chọn nhá. Giá cả cũng vô cùng hợp lý rồi, loanh quanh tầm 600 triệu đồng rồi ạ. Cạnh hai mẫu Vios 2015 và 2016 rồi này, em Tùng tiếp theo báo giá thì mình một mẫu xe đến từ nhà Kia đây. Kia Seato 2017, bản full động cơ 1.6 số động, tên tuy nhiên 14 quảng linh đất thang đất cảng đây. Đấy, bản full thì được trang bị la giăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, 4 bánh, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, cảm biến chống vóc chạm đa điểm cả đầu và đuôi nhá. Có cửa sổ lóc, ba lô la ma này, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng cho anh chị quý vị nhà mình. Đây. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn, cái là con nút điều khiển trên vô lăng nhá, gảy số thể thao, glu control này. Đây là lỗ start top, màn hình thì zin theo xe nhá. Điều hòa auto cần số zigzag rồi. Con này trên Tùng đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng. Sedan hay đầu phân khúc hạng C. Kia Seato 2017 của gia đình mình ạ. Đấy, full đồ chơi, full công nghệ nhá. 485 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Cũng nhà ship xe trên toàn quốc gia đình mình. Vâng, cháu Thái Nguyên Hưng, cháu bác được Bùi Văn, cháu bác Hoan Thanh. Đấy, cháu bác Trọng Nghĩa ô tô Hải Dương nhá. Chào đại gia đình, cho ô tô Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Cảnh mẫu Kia Seato 2017 rồi. Tiếp theo đây em Tùng lại báo giá đình mình này. Nhá. La Chetti 2011, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, màu đen sedan hay đầu, em Tùng đang bán với cửa tiền là 170 triệu đồng thôi, 170 triệu đồng. La sang đúc, lốp lắp đẹp. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Chiếc này thì hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ thì cầm tay rồi, đến những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển sau ngày thôi. Đấy, đăng ký đăng kiểm rất là dài này, đến tận tháng 3 năm 2023 cơ. 170 triệu đồng cho mẫu La Chetti 2011 này, mình cùng tham khảo cùng em nhé. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đẹp đây. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đẹp mình cùng quan sát cùng em này, để phục vụ anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc đây. Các bác ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, đấy, không mất tiền không bạc gì, hãy cho em xin vài lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn của chỗ ô tô Đồng Ngoài Dương nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Đây, tiếp tục báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có tại chỗ ô tô Đồng Muối Hải Dương. Tota Vios bản E 2009, đăng ký lên bánh năm 2010. Tên tư nhân, đấy, tên tư nhân 14 Quảng Linh đất thang đất cảng nhé. Con này rút hồ sơ rồi nhưng biển gốc là biển 14 Quảng Linh này. Đấy, bản S-Sin thì được trang bị la sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp thủy điện,
cam đùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình mình nhé. Đấy, bản E-Sin 2009 em Tùng đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn sao lọc sâu thì mình về những mẫu xe hiện đang có thể cho ô tô đồ mua ngay dương. Đấy, xe cũ thì vẫn bảo đảm về mặt chất lượng cho mình, bảo đảm là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một xíu nào về vấn đề pháp lý nhá. Đấy, nếu sai bọn em sẽ xin cam kết trên văn bản, trên giấy tờ, nếu sai thì hoàn lại tiền cho gia đình mình ạ. Canh mẫu Toyota Vios bản E 2009 rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình nhá. Hyundai Accent 2019 1.4 số sàn hộp số 6 cấp, tên nhân 98 Bắc Giang đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng. Đời 2019 xe lướt nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin, bảo theo hãng cho anh chị quý vị mình về mẫu xe nhá. 395 triệu đồng. Hyundai Accent màu trắng 2019 ạ. Đấy, còn rất là nhiều đời xe nhá. Đủ đời. Đấy, đủ màu sắc, đủ giá cả mình cùng lựa chọn. Loanh quanh chỉ tầm 600 triệu thôi nhá. Anh quanh chỉ tầm 600 triệu thôi. À, giờ mình đã có ô tô di chuyển rồi. Đấy, có nhiều mẫu chỉ hơn trăm một xíu thôi anh ạ. Không bằng con SH luôn. Vâng, chào Hoàng Sự, chào ô tô Anh Tùng, chào Lê Văn Minh, chào Minh Nguyễn, chào Quy Nguyễn. Đấy, chào bác Thái Nguyễn Hưng. Chào đại đình mình ạ. Vừa rồi báo giá gia đình mình khá nhiều dòng sedan này đầu nhá. Tiếp tục báo giá đình mình này. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ. Đấy, bản đổ phun kịch nhá, thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin ngang trên gương, gương kính cụp sử điện, vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng, tích hợp nút nghe gọi sảnh tay nhá. Con này đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn này, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 9 năm 2023. Em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng, 1.0 số sàn nhập ấn 2014 nhá, giá hợp lý quá. Vâng ạ, chào bác Bình Hoàng này. Đấy, phải là đưa ra những mức giá hợp lý nhất để phục vụ anh chị, phục vụ quý cô bác trên ba miền tổ quốc, để làm sao cho những cái bác nào đang quan tâm dòng xe cũ tại cho ô tô đồ ngoại dương đến là mua được xe nhá, đến là mang xe về thôi. Vâng, cảm ơn bác Bình Hoàng rất là nhiều, là chúc bác Bình Hoàng buổi tối vui vẻ, có bước sóng này sẽ chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi anh nhá. Vâng, chào Nguyễn Hoàng Mạnh, chào đại gia đình cho ô tô đồ ngoại dương trên ba miền tổ quốc nhá. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi này, bản đủ thì tiếp tục em báo giá đình nhá. Toyota Vios bản E 2009. Đấy, tên nhân 35 Linh Bình bãi đính đây. Xe là trang bị la răng đúc, đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xi điện, hộp số VVTi 1.5 số sàn, ăn lanh quanh chỉ tầm 5.2 đến 5.3 trên 100 km đường hỗn hợp rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm nay. Cam nồi cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn rồi. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. 235 triệu đồng. Bác nào có thiện chí thì còn bớt, còn gia lộc sâu nữa cho đình mình ạ. Còn cho Lưu Hoàng, cho Lai Vi, cho Hiến Hoàng, cho Bảo Ngân, cho bác Lãng Quyên Triều Thu, cho Đặng Kiên giá ưu đãi quá. Vâng, cảm ơn bác Đặng Kiên rất là nhiều nhá. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền tổ quốc, những khách hàng thân thương, chúc gia đình mình có sức khỏe. Đấy, mỗi buổi tối thì hãy vào ủng hộ em Tùng bằng những lượt xem, lượt like, lượt thả tim nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Cành mẫu Toyota Vios 2009 bản E 235 triệu đồng rồi. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị mình, một dòng xe 7 chỗ tầm trung nhá, mà giá chỉ có 165 triệu đồng thôi. Xe này có tên là Vivante Chevrolet 2009, động cơ 2.0 số sàn 7 chỗ đây, 165 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. Vâng, chào bác Trần Thị Hương Giang này, chào bác Thành Nguyên Văn Thành, chào bác Lư Hoàng, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Khúc Văn Công, chào đại đình mình ạ. Vivante 7 chỗ nhá, 165 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá lại mình nhá, một chiếc xe nhập Hàn 2010 nhá. Xe này có tên là Lacetti Cedric, đấy, màu đen, sedan đầu phân khúc hạng C. Mời em đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy, xin nhan trên sườn xe này, cửa sổ trời ba lô la ma nhá. La răng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, đăng ký đăng kiểm cực dài luôn nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng, màn hình thì đầy đủ rồi. Tên nhân 99 Bắc Linh, quê hương Quan Họ, Chiết Tỉnh. Em Tùng đang bán mẫu Lacetti Cedric này với cửa tiền 255 triệu đồng nhá. Có nào 20 triệu không? 20 triệu thì không quá bác ơi. Đấy, cháu Huỳnh Trương Huỳnh, đấy, cháu Trần Văn Việt, cháu Giáp Trần Văn, chào đại đây mình nhá. 20 triệu thì không quá bác ạ.
Cành mẫu La Chetti Cedric 2010 rồi, tiếp tục báo giá thì mình một chiếc xe đời cao đây. Avel Chevrolet 2016 đăng ký lăn bánh năm 2017 màu bạc. Tên thương nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 215 triệu đồng nhé. Đấy, Chevrolet Avel 2016 giá vàng con modeling thôi, 215 triệu đồng. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng Avel. Xinan trên sườn xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. 215 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn thao độc sâu. Lâu lắm không thấy shop like. À vâng, hôm nay thì em này trả lại like để báo giá thì mình nhớ đấy. Cảm ơn các bác vẫn luôn quan tâm cho ô tô của ngoài Dương nhá. Có Tucson không? Tucson thì tạm thời bên mày chưa có rồi bác Thành Nguyễn Văn Thành ơi. Đó, bác mà đang quan tâm dòng Tucson nhá, để lại cho em số điện thoại đi. Nào mà có đầu Tucson mới về nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác nhá. Cành mẫu Avel 2016 rồi. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Một mẫu xe nhập Hàn đây. Xe này có tên là Kia Bright. Sản xuất năm 2008, nhập Hàn về Việt Nam đăng ký bánh 2010. Xe này mang động cơ 1.4 số động này. Đấy mà số động 2 đồng, em Tùng đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng mình nhá. 225 triệu đồng. Tên tư nhân 29A4701 đây. Đấy, tư nhân Hà Nội phố này. Cam lùi, cam hành trình. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m thì đầy đủ rồi. Nhập Hàn 2008, em đang bán với cửa tiền 215 triệu đồng. Nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Các bác ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, quan tâm sâu đến dòng sản phẩm nào nhá, cứ bình luận đi, cứ comment đi để em tư vấn cho ạ. Vâng, ok, số điện thoại này em đã chụp lại mình nhá. Vâng, cháu Huy Nguyễn, Huy Nguyễn này. Nhà mình có con Honda City 2016 được không? Honda City 2016 thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Nếu Honda City 2016 thì chưa có nhá. Bác cứ để cho em xin số điện thoại đi. Nào một đầu Honda City về thì em liên hệ trực tiếp với gia đình mình nhá. Đấy, tiếp tục báo giá ở đây mình cùng tham khảo xuống em này. Báo giá từ góc bên này nhá. Vâng, trước máy quay này xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu 7 chỗ đến từ nhà Kia nhá. Xe thì có tên là Kia Rondo 2016 đăng ký năm bánh 2018. Xe này mang động cơ 2.0 số động. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi màu trắng mà người mắng cũng mua đây. La răng đúc phay di nguyên bản theo xe này. Lốp lắp mới có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, bi Reuter. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm dài miên man nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 9 năm 2023. Đấy, máy số keo chỉ sơn Sizin. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này, điều hòa ô tô cần số zích zắc, gảy số thể thao rồi. Full đồ chơi full option. Động cơ 2.0 số động. Đấy, em đang bán với cửa tiền chỉ có 470 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Cho xem xe 7 chỗ các loại nhé. Đây, 7 chỗ các loại thì đang quay một chiếc đây. Đang quay một chiếc Rondo này 2016 nhá. 2.0 số động, 470 triệu đồng đây. Đấy, 7 chỗ các loại thì có chiếc này là một này. Bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Và một vài mẫu Innova nữa nhá. Một vài mẫu Innova nữa cũng 7 chỗ bác nhá. Có con i10 là tầm 160 triệu không bác. i10 tầm 160 triệu, chính xác 160 triệu thì chưa có. Nhưng đang có con i10 2008. Đúng rồi, 08, 135 triệu đồng nhá. Đấy, bác cứ theo dõi buổi livestream ngày hôm nay đi thì em sẽ quay lần lượt đến đầu xem đang có bác cùng tham khảo ạ. Đâu để em đi vào trong góc sâu sâu trong này đi, để báo giá cho đình mình những mẫu xe lanh quanh tầm hơn 100 triệu đồng tập lái gia đình nhá. Đấy, ủng hộ em bằng những lượt like, lượt chia sẻ đi. Chào Khu Văn Công nhá. Chúc bác Khu Văn Công buổi tối vui vẻ này. Vâng, chào bác Hoa Quả Tiên, chào Đại Đình Linh. Vâng, thì em xin báo giá đầu xe lanh quanh hơn 100 triệu trong góc này cho mình cùng tham khảo dùm em Tùng nhá. Toyota Vios 2006, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, 135 triệu đồng rồi nhá. Tên nhân 34 Hải Dương. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp nhá, 135 triệu đồng cho mẫu Vios bản E 2006 ạ. Đây, trong góc này thì lanh quanh chỉ hơn 100 triệu thôi. Nhà mình cùng tham khảo của em Tùng nhá. Đây, số tự động cũng chỉ hơn 100 triệu một tí đây. Daihatsu Maglot 2004, đăng ký lăn bánh năm 2007. Xe này mang động cơ 2.4 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Xe đang đầu phân khúc hạng D nhá. Hạng D luôn ạ, mà em Tùng đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 19 Phú Thọ đây, đất tổ Phú Thọ đây. Đấy, đầy đủ đồ chơi rồi.
cam lối, cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu, là dáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, sấy gương, sấy kính, sấy ghế đấy, in 213 tầm 300 triệu quay đầu. Innova thì 213 tầm 300 triệu quay đầu thì bên em chưa có thôi nhá. Chào bác Minh Tuấn này, chào bác Mạc Phương này, mà vậy kể cả Innova mà tầm 300 triệu quay đầu thì bên tầm 213 thì không có ạ. Vâng, chào bác Mai Tuấn này, chào bác Sơn Huynh này. Đấy, chào đại này, mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Chào bác Phạm Văn Dung. Đây em xin báo giá góp lần này cho mình cùng tham khảo nhá. Tiếp tục đây. Toyota Vios 2010 màu đen. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. Là sáng đúc, đấy, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi cực chất luôn. Xin nhan trên gương, gương kính cục sạc điện nhá. 195 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios 2010 ạ. Cảnh mẫu Toyota Vios 2010 rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình một mẫu xe cũng đời 2010 nhá. Xe có tên là Gentra X2010, 1.2 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, hatchback một đầu số động, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, 235 triệu đồng, còn có thể bớt, còn có thương lượng sâu với mình. Là dáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ngài vét này, xin nhan trên sườn xe nhá. Đấy, cửa số lốc ba lô Lama này, 235 triệu đồng, tên tư nhân thủ đô, 235 triệu đồng cho mẫu Gentra số động này ạ. Đấy, còn rất nhiều đầu xe này. Tôi còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình nhá. Vâng ạ. À, đứng đằng trước mẫu Gentra X2010 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Gentra 209 màu đen sedan hai đầu. Tên tư nhân 20 Thanh Nguyên đây. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 125 triệu đồng. 125 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng sâu nhá. Đấy, tập lái sedan hai đầu. 120 triệu đồng cho mẫu Gentra đây ạ. Đấy, còn khá nhiều đầu xe mình cùng tham khảo nhá. Đấy, góc này nó chỉ xe chỉ lanh quanh hơn 100 triệu một tí thôi. Hơn 100 triệu một tí mà gia đình mình đã có xe ô tô di chuyển này. Cháu Giang Bi để cháu Đinh Hanh GV này. Cháu Hẹn Trần, chào đại tình nhà mình ạ. Cháu Trần Hằng nhá. Các bác nào mà vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay của cháu ô tô đồng Hải Dương, hoan nghỉ cho em Tùng vài lượt chia sẻ, vài lượt tim đi gia đình mình ơi. Toyota Vios bản G 2006 số sàn, em Tùng đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng nhá. 135 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Là dáng đúc lốp lát còn chất còn đẹp này. Xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm dài. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn trực cực chất cực đẹp nhá, xuất sắc so với đời này. 206 bản G, em đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng. Có con ghét nào không? Đấy. Ghét thì dạ, tạm thời bên em chưa có mẫu nào nhá. Đấy, ghét thì bên em chưa bắt được mẫu nào cả. Đấy. Bắc Đinh Hanh RV gư tham khảo những mẫu xe tầm lanh quanh hơn 100 triệu tí nhá. Mà quan tâm mẫu ghét sâu thì để cho em số điện thoại nhá. Làm có đầu ghét là về thì em liên hệ trực tiếp bác này. Chốt cọc 130 em dai nhé, con nào 130 anh nhỉ? Anh Giang Bi ơi, con nào 130 anh nhỉ? Đấy, anh cứ bình luận chi tiết em một xíu nhá, để xem là mẫu nào được chốt em chốt luôn cho bác trên bước sóng livestream ngày hôm nay nhá, để cho nó phấn khởi luôn nào. Vâng, tiếp tục này, báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, một mẫu Kia Linh số tự động 2010, đăng ký năm 2013. Xe này mang động cơ đầu quần Vios này đúng không? Quần Vios này 130. Bác Giang Bi nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhé. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, hoặc gọi luôn qua số hotline nhá. Đấy, chốt được cho anh con này 130 này. Bán hữu nghị, bán giao lưu nhá. Đấy, bán trên bước sóng trực tiếp cho anh con này 130 nhá. Đấy, nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em qua số Zalo. Đấy, em xin để lại số điện thoại cho mình cùng tham khảo này. 0343540999 và 0347701777. Ok này. Đấy, hai số line sẽ để trên mình nhá. Cái mình cần gì cứ liên hệ trực tiếp cho em ạ. Đấy, 130 để được cho bác Giang Bi con vài ô tô bác nhá. Đấy, hôm nay bên em có về một mẫu Toyota Innova 2006 nhá, màu đen. Rất là chất, rất đẹp đây, để gửi gia đình nhỉ. Màu đen đời bao nhiêu em, con này 206 ạ. Con này 206 bác nhá, 2.0 số sàn bản
bản G, con này bản G xịn. Đấy là sang đúc phanh điện châu bò cứng AVET. Đấy máy số cho chỉ sơn xịn còn cực chất luôn này. Đấy. Đấy rất nhiều đầu xe nhá, con này 206 bắc đinh nhanh RB nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 236 triệu đồng. 236 triệu đồng cho mẫu này. Đấy cho các biển nhớ chào toàn thể anh chị với mình. Những khách hàng thân thương đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, trong góc này thì em sẽ review trong góc này nữa. Review trong góc này. Còn rất nhiều đầu xe luôn á, còn rất nhiều đầu xe phục vụ gia đình mình. Các bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10, tham khảo cho em chiếc này nhá. Xe đầu i10 2015. Động cơ 1.2 số sàn 4 máy. Tên nhân 34 Hải Dương 410 lùi đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền 250 triệu đồng nhá. Đấy. Là sang đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịn còn zin. Đăng ký đăng kiểm còn dài nhá, đến tháng 12 năm 2023 cơ. Không dịch vụ taxi. i12 đầu 2015. 250 triệu đồng với gia đình mình. Cạnh mẫu i12 2015 số sàn rồi. Tiếp tục gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. i10 số sàn bản đủ 1 đầu 2016 màu trắng. Em Tùng đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng nhá. 265 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ. Tên tư nhân 88 Vĩnh Phúc đây. Đấy, la sang đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịn còn zin. Xin nhan trên gương, gương kính cụp trụ điện. Đăng ký đăng kiểm dài. Đến tận tháng 6 năm 2023 cơ. 265 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 hatchback 1 đầu bản đủ đấy ạ. Đấy. Vừa rồi báo từng đầu rồi không? Thì chỗ này là có 3 chiếc. Chỗ này thì đang có 3 chiếc Morning số động nhà mình cùng tham khảo cùng em Tùng nhá. Đấy 3 chiếc Morning số động này giá xem nhau này. 230 triệu đồng này. 230 triệu đồng và 200 con này 215 triệu đồng. Đấy con này bản ba này đều bản đủ SRX nhá. Đấy. Là sang đúc lốp nắp đẹp. Điều hòa auto cần số zigzag nhá. Đấy lanh quanh 230 nhá. Cho 3 mẫu Kia Morning này. Đấy màu xám lông chuột này, màu xanh màu trắng nhá. Các bác nào đang quan tâm đến dòng Kia Morning 1 đầu đấy, số tự động. Nhỏ gọn tiết kiệm điện nhá, tham khảo cho em 3 chiếc này nhá, ở lanh quanh 230. Cho anh xem con i10 sedan. Đây con i10 sedan này nhá. Đây con i10 sedan đây. 250 triệu đồng. Đấy. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2023 cơ. Máy số keo chỉ sơn zin. Đấy cam kết là không đâm đụng, không va chạm nhá. Đây vô lăng 3 chấu. Màn hình cova cỡ lớn này, nội thất còn mỡ màng zin nguyên bản theo xe này. Đấy 250 triệu đồng, còn bớt còn dung lượng, còn da độc sâu về mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Đấy các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cho em xin vài lời chia sẻ đi, đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc, ngón tay kim cương của mình vào nút chia sẻ đi. Để lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay hơn nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Vâng, chào Đình Miếu này. Chào bác Misa Trần này. Chào cô Lê Dũng nhá, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy mẫu này 250 triệu đồng. Mẫu hai đầu này bắt định hành RV nhá. Đây em xem góc đằng này để tiếp tục báo giá đầu xem quá rồi mình cùng tham khảo đây. Vừa rồi em đã báo giá trên 3 đầu xe rồi. Các bác nhà mình đang ngắm được mẫu nào chưa nhỉ? 230 triệu em không mua được xe vào, các bác kinh doanh RV nhá. 230 triệu em không mua được xe vào luôn. Đấy anh lên một xíu nhá. Lên một xíu đi. Đấy để anh em mình cùng trao đổi, cùng kỷ niệm nhau một cái nhá. Còn với giá đấy thì em không bán được Bắc Đinh Anh RV nhá. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị em mình một mẫu Hyundai Santa Fe nhá. Hyundai Santa Fe 2007. Đấy. Xe đó mang động cơ 2.7 hai cầu máy xăng. Đấy, động cơ 2.7 hai cầu máy xăng nhá. Tên nhân dân 36 Thanh Hóa, quê hương vùng dân tộc đây. Trang bị la sang đúc, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Lốp nắp đẹp. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi, em bao zin đây mình lỗi xe nhá. 207 nhưng em vẫn bao zin này. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, tích hợp có nút điều khiển này. Màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Đấy. Điều hòa auto cần số zắc. Nội thất zin của bản theo xe nhá. Đấy. 315 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe này. Có con i12 đầu là không? i12 đầu bên em đang có 2 chiếc nhá. i12 đầu đang có 2 chiếc này. Một chiếc 2015 250 triệu đồng, tên tư nhân 34 Hải Dương này. Đấy, chiếc này 2015 nhá. 1.2 số sàn.
bản bay. Đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá. 250 triệu đồng này và một chiếc đời 2018 nữa nhá. Và một chiếc i12 đầu 2018 nữa bác tham khảo cùng em này. Đây. i12 đầu 2018 nhá, con này em đang bán với cửa này 305 triệu đồng. Lên được la sáng đúc rồi. Xin nhan trên sườn xe. Lốp táp thì mới cả dàn, đời 2018 đăng ký xuống đường bánh 2019 nhá. 305 triệu đồng. Đây thì em tiện thể báo luôn giá đầu xe đang có ở góc này này. Đây. Vios số gì à? Vios số động bản G216 à? Vios số tự động bản G216 chưa có, nhưng đang có một chiếc số động bản E2017 bác nhá. Bác Trung Lý Văn mà đang quan tâm đến số động Vios bản G2016 này, đợi em một xíu nữa em xem cái con đấy đâu rồi. Rất là nhiều xe luôn nhá. Rất là nhiều mẫu xe luôn đấy. Đấy còn rất nhiều xe đâu. Đây rồi, đây rồi. Số tự động bản E Vios 2017 thì bác tham khảo cho em mẫu này nhá. Bản E số động tên tư nhân biển gốc thủ đô này. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 440 triệu đồng tại chợ ô tô đồ ngoài Dương. 1.5 số động bản E xịn. Full đồ chơi rồi. La sóc đúc phanh địa châu bó cứng AS 4 bánh, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Màn hình cova cỡ lớn, máy số cao chỉ sơn thị bao zin nhá. Đấy, bác còn đang tìm bản G216 để tham khảo tạm cho em bản E 2017 đi nhá bác nhá. Bác Trung Lý Văn nhá. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin vài lượt chia sẻ đến chị quý vị gia đình ơi. Tiếp tục là số tự động nhá. Số tự động gầm cao vua đô thị của gia đình mình. Ford EcoBoost bản Titanium bản đặc biệt 2017. Đăng ký là bánh 2018 tên nhân 34 Hải Dương đây. Màu đỏ đuôi rất đẹp này. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ngà vét. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Máy số keo chỉ sơn si. Còn zin nhá. Bao chất hãng cho anh chị quý vị nhà mình về mẫu vua gầm cao đô thị này. Đăng ký đăng kiểm này. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn dài thường thuật luôn. Đến tận tháng 6 năm 2023. Đấy. Nhỏ gọn nhưng vẫn là hầm hố, vẫn là phong cách cỏ Mỹ nhá, vẫn là phong cách cỏ Ford đây. Đấy, bản Titanium 2017 số tự động. Em đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng cho mình cùng tham khảo nhá. 450 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giao đồng sông. Cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình về mẫu xe nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Ford EcoBoost bản Titanium 2017 động cơ 1.5 số tự động. 450 triệu đồng cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo này. Đấy, thành mẫu Ford EcoBoost xin tiếp tục giới thiệu chị của mình. Lại một đầu xe quốc dân nhá. Toyota Vios 2016 nhá. Bác ơi em không mua được vào xe giá đấy nhá. Đấy, phải kê giá đấy nên em không mua vào xe được. Bác lên một xíu nhá. Đấy, phải biết là bác yêu quý này đã xem được bước sóng cho ô tô của ngoại dương rồi đấy. Nhưng làm ăn nó phải có lãi một xíu. Phải có lãi thì bên mới bán được nhá. Đấy. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình này. Toyota Vios 2016 bản E. Vâng, chào bác Kelly Vũ nhá. Đấy, chúc bác Kelly Vũ một buổi tối vui vẻ này. Có bước sóng livestream này hãy chọn được mẫu xe ưng ý đi. Đấy, Vios 2016 bản E số sàn tên tư nhân 14 Quảng Linh đây. Con này màu trắng nha, nó bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 395 triệu đồng. 1.5 số sàn bản E nhá. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng AVET này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 nhá. Đấy, màu trắng mẹ mắng cũng mua đây. 395 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios bản E số sàn này ạ. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cũng như là bao test hãng cho anh chị quý mình về đầu xe nhá. Đây. Mua link số động báo giá này. Vâng, cháu có Hoàng Đại này, cháu Thế Dũng, cháu Kelly Vũ, chào đại đình mình ạ. Rồi, để em xem còn mẫu nào chưa báo giá, tiếp tục báo giá chị quý vị nhé. Đấy các ơi, đang xem buổi livestream chương ngày hôm nay này. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin vài lượt comment, vài lượt bình luận đi. Cũng như là vài lượt chia sẻ nhé, để lan tỏa buổi livestream hơn. Để những bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng thì đến với Thanh Tùng, đến chợ ô tô đầu ngoại Dương để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Sedan hay đảo phân khúc hạng B, màu đen. Xe có tên là Lacetti 2013, 190 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu ngoại Dương. Tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Đấy, một trong những vùng mà không ngập lụt bao giờ nhé, không có tình trạng ngập lụt bao giờ luôn. La răng đúc, đấy, lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin luôn nhá.
2013 em Tùng đang bán với cửa tiền này 190 triệu đồng thôi. Còn có thể bớt và còn có thể thương lượng và gia lộc sâu nữa cho những anh chị, các quý cô bác, những khách hàng thân thương cho ô tô của Hải Dương. Con này đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn này. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2023 nhé. 190 triệu đồng. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình vài đầu sản phẩm này. Tiếp tục đến nhà Toyota nhá. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C. Xe này có tên là Toyota Altis nhá. Toyota Altis 2003. Em Tùng đang bán với cửa tiền 189 triệu đồng thôi. Là răng đúc ngôi sao đây, 5 cánh đây. Có phanh điện chống bó cứng iPad. Xin nhan trên gương, gương kính cụt sửa điện. Đăng ký đăng kiểm dài. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2023 nhá. Đấy, 189 triệu đồng. Toyota Altis 2003 gửi đến anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, còn rất là nhiều. Còn vài đầu xe nữa nhá. Đấy, đã báo giá gần hết những đầu xe đang có thể cho ô tô đầu mua Hải Dương rồi. Các bác nhà mình mà đang quan tâm sâu những đầu nào đi, nhắn tin bình luận nhá. Đấy, chốt được trên livestream này. Chốt được trên livestream này, giá này còn bớt được sâu nữa cho mình và những đầu sản phẩm này. Đấy, còn rất nhiều xe này. Còn Morning màu vàng này báo giá rồi này. Morning màu vàng 2016 195 triệu đồng báo giá rồi không? Đấy. Cạnh mẫu Kia Morning màu vàng 2016 rồi. Tiếp tục nhớ em sẽ báo giá cho mình này. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ. Em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Tên tư nhân 30 thủ đô. Đấy. 30 thủ đô nhá. 235 triệu đồng. Bản đủ thì được trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng iPad. Xin nhan trên gương, gương kính của xe điện nhá. Đấy, máy số cực chất cực đẹp luôn. Một tên tư nhân thủ đô này. Em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy. Thì vừa rồi em đã báo giá hết một vòng cho ô tô đầu mua Hải Dương rồi. Đấy, mỗi tối thì em xin gia đình mình từ tầm 40 đến 45 phút nhá. 40 đến 45 phút để báo giá hết những đầu xe hiện đang có tại chỗ ô tô đầu mua Hải Dương cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Vâng, em là Thanh Tùng với gia đình ơi. Đấy, người chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng xe cũng như là giá cả những xe hiện đang có tại chỗ ô tô đầu mua Hải Dương. Các bác nào mà đang quan tâm sâu đến lỗ nào nhá, gọi điện trực tiếp cho em vào số này này trên hình 0343 54099 và 0347 701 77. Đấy, mỗi tối xin là mình từ 40 đến 45 phút thôi nhá. Còn cần tìm hiểu sâu về những đầu xe nào này thì cứ bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá. Em sẽ gửi cho gia đình mình những hình ảnh, những video chi tiết nhất về những đầu xe bên trong có ạ. Đấy, cảm ơn gia đình mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào gặp lại các bác vào những ngày tiếp theo nhá. Xin chào gặp lại gia đình mình ạ.